Sau đây là cập nhật thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tại Việt Nam, theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 27 tháng 2, 16 trên 16 trường hợp dương tính với COVID-19 đã được điều trị khỏi. Như vậy, đến nay Việt Nam không còn trường hợp nào dương tính với COVID-19. Tại Ninh Bình, theo thông tin từ Sở Y tế, tính đến 17 giờ ngày 27 tháng 2, 1. Tình hình giám sát trong ngày – Số ca bệnh nghi ngờ đang được cách ly mới không? Số ca bệnh đã được điều tra và lấy mẫu không? 2. Số liệu giám sát cộng dồn. Tổng số ca bệnh nghi ngờ đang được cách ly và giám sát 7, không tăng so với ngày hôm qua 26 tháng 2. Tổng số ca bệnh nghi ngờ đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm 22 ca, không tăng so với ngày 26 tháng 2. Trong đó, 14 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, một trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa đủ tiêu chuẩn để cách ly và xét nghiệm mẫu đã được xuất viện, 7 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm chờ kết quả. Tổng toàn tỉnh các đối tượng đang được cách ly theo dõi hoặc giám sát tại các tuyến hiện nay là 96 người, tăng 8 người so với hôm qua ngày 26 tháng 2. Như vậy đến nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với COVID-19.